Hello, xin chào các bạn, lại là mình May đây và chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay sẽ là một daily vlog nha. Mình biết là có rất là nhiều bạn thích xem daily vlog, nhưng mà được vừa rồi thì mình không có quay nhiều. Và nếu ở đây có bạn nào theo dõi cái kênh May Chan Podcast của mình thì cũng biết là khoảng tháng trước mình đã trải qua một cái đợt gọi là hơi khủng hoảng một chút, hơi bất ổn một chút. Thực chất nó là một cái quãng thời gian burnout đó mọi người. Thì lúc đó mình khá là chán nản về mọi thứ và không muốn làm gì cả. Nhưng mà bây giờ thì mình đã vượt qua nó rồi, nên là trong video này thì mình muốn tâm sự chit chat mọi người. Ngoài ra thì cũng chia sẻ một vài thói quen mới đã giúp cuộc sống của mình thoải mái hơn rất là nhiều. Và cái thói quen đầu tiên đã thay đổi cuộc sống của mình chính là tắm vào buổi sáng mọi người ạ. Chung là đi tắm là một cái khoảng thời gian mình thích nhất trong ngày, bởi vì nó đem lại cái cảm giác sạch sẽ, sảng khoái, thơm tho cho mình ấy, nên mình rất là thích. Tuy vậy mình cũng là người bình thường thôi, nên là đặc biệt những cái lúc stress hay chán nản thì mình siêu lười, làm cái gì cũng lười, chứ đừng nói là vừa mới tỉnh dậy đã bắt đi tắm. Nhưng mà mọi người thực sự phải thử một lần mọi người ạ. Cái ngày mới của mình nó sẽ khác hẳn luôn. Từ cái hôm mình bắt bản thân dành 5 phút mỗi sáng để tắm thì cuộc sống nó gọi là nở hoa một cách khó tả. Và một cái nữa nha, là bình thường mình luôn là thuộc team tắm nước nóng, là chỉ tắm nước nóng thôi. Nhưng mà dạo gần đây thì mình có nghe được những cái lợi ích của tắm nước mát, tắm nước lạnh á, nên là mình bắt đầu thử. Lúc mới tắm thì mình vẫn sẽ dùng nước ấm, nhưng mà mình sẽ chuyển sang nước mát dần và cuối cùng là nước lạnh. Mọi người không cần thiết phải dùng nước lạnh như băng đâu, đặc biệt những bạn nào không thích nước lạnh thì cũng không cần thiết. Nhưng mà tắm nước mát nó cũng có rất là nhiều lợi ích luôn, ví dụ như là tăng quá trình trao đổi chất này, rồi nó tăng những cái như kiểu dopamine khiến cho mình vui vẻ hứng khởi hơn, hay là giảm hormone căng thẳng nữa. Ê, tôi nói thiệt, thử 1-2 lần vào buổi sáng đi, khác hẳn luôn á. Hôm nay mình sẽ thử cà phê này, lần đầu tiên mình thử. Cái này là cà phê phin giấy, nó kiểu khá là tiện ý. Thì nó như thế mình uống thử. Chưa lấy loại này cả. Làm gì làm kiểu diễn thì có cà phê. À mình biết cái này rồi. Nhìn khá là lạ đúng không? Mình không bao giờ uống cà phê nóng mọi người ạ, lúc nào cũng phải là cà phê đá. Có viên này nhìn hoàn hảo luôn này. Ui xin lỗi. Đấy, để như này. Đấy, chỗ dựa như này. Rồi mở cái này ra. Ôi, ơi, gà mồi thực sự luôn, nó phải như thế này. Người ta phải xé như này trước. Xong rồi. Nó bị quê ấy, mọi người. Đấy, rồi như thế này, rồi mình cho vào. Rồi, ok. Thơm cả nhà ơi. Cheers. Mình cảm giác là qua cái visual này thì mình nghĩ là mình thích. Tại vì mình thích uống nó loãng loãng hơn cái kiểu Americano ấy. Mọi người cũng biết rồi là mình thích nhất là Americano. Cái cốc mà nhìn nó nâu nhạt thôi đúng không? Đấy thì có vẻ như triển vọng. Ok á. Và cái vị nó thật và giống Americano hơn là cái kiểu mình hay uống một kiểu khác, là cái kiểu cà phê hòa tan, cho cà phê vào cho mọi người dùng nước lọc không cần nóng cũng được, mọi người quấy là nó tan hết ra, thì cái đấy nó cũng khá là ok. Nhưng mà cái này thì cái vị nó có vẻ thanh tao hơn. Hoặc là tại vì cái cách làm của nó sang chảnh hơn nên là mình cảm giác thế. Ok, bây giờ thì mình sẽ làm một việc mà từ rất lâu rồi mình không làm. Bạn nào mà theo dõi mình từ lâu cũng biết là mình từng có một cái đợt mình rất thích viết sổ, mà không phải viết kiểu dạng là viết công việc cần phải làm, to-do list các thứ đâu, mà viết mấy cái cảm xúc của mình ra, rồi viết những cái mục tiêu trong ngày của mình ra, theo cái chiều hướng là chia sẻ bằng cách viết ra sổ và lắng nghe bản thân, bằng cách kiểu vừa viết vừa suy nghĩ các thứ. Mình từng làm cái đó hàng ngày luôn, nhưng mà bẵng đi một thời gian khoảng một năm rưỡi đổ lại đây là mình không làm nữa. Mình không biết tại sao nhá, nó chỉ tự nhiên như thế thôi. Mình đã xem lại mấy cái sổ cũ của mình và nhớ cuốn sổ này không? Nhớ cái sổ này không? Sổ này nữa. Sổ 2021 này. Đây là hai cuốn sổ cũ của mình từng viết rất nhiều cho mọi người xem. Viết đúng nhiều luôn á. Trời ơi, tất cả các trang đều có chữ luôn. Siêu nhiều. Sau rồi mình còn trang trí sổ nữa. Viết đúng kiểu viết cái cảm xúc tâm trạng ra ấy. Xong rồi trang trí sticker tùm lum. Trang trí này. Đấy. Thôi. Đúng dễ thương luôn. Thế mà mình lại bỏ cái thói quen này.
Đó, nên là dạo gần đây mình đã thử viết lại. Mình cứ ghi linh tinh tất cả những cảm xúc của mình ra. Tự nhiên cái lòng mình nó nhẹ nhõm nha. Tự nhiên mình thấy nó có hứng khởi, như một cái nguồn năng lượng nào nó lại truyền tới. Thực sự thì mình là một đứa hay suy nghĩ là cuộc sống nó có lúc này lúc kia, có lúc vui lúc buồn, nên là ngay cả những cái lúc mình bị burnout hay là khủng hoảng hay bất ổn gì đó thì mình cũng cảm thấy nó không tệ đến như vậy, và mình biết là mình sẽ vượt qua nó thôi, và mình sẽ thử làm những cái mới để mình thoát ra khỏi cái cảm giác tồi tệ đấy. Đồng thời trong cái lúc đó thì mình sẽ học được thêm nhiều bài học mới nữa, nên là cái giai đoạn vừa rồi đối với mình chính ra mình rất là biết ơn, tại vì nó như là một cái cuộc chuyển giao á mọi người. Thì đấy, mình cũng ngồi viết ra, viết linh tinh tinh, mình không còn nhí nhảnh như hồi xưa nữa, nên là mình cũng không trang trí nhiều, mình không xài sticker nhiều, nhưng mà mình cứ viết và làm tất cả những cái gì mà mình cảm thấy thoải mái trong chính lúc này thôi. Và trong lúc mình ngồi viết sổ như thế này thì mình cũng hay thích xem YouTube, có thể là nghe nhạc, nghe một cái playlist gì đó hay hay. Và dạo gần đây thì mình mới biết chị YouTuber này, mình siêu thích chị ấy luôn. Chị đúng có gu mà có một cái chất riêng, nói chuyện hay, video đem lại nhiều kiến thức bổ ích, và đặc biệt là chị ấy cười siêu đẹp luôn, như kiểu siêu tỏa nắng, siêu đáng yêu. Nên là mình vừa xem video của chị ấy và vừa viết. Trong những cái lúc viết như này mình nhận ra là mình có rất là nhiều những cái ý tưởng mới á. Nên là yes, mình đã quay lại với việc viết sổ và mình cảm thấy cái đấy là một cái thói quen lành mạnh. I'll capture when you smile those dim lights I see will never return. Sau đó thì mình sẽ đi hoàn thành những công việc cần làm. Buổi sáng là mình sẽ cố gắng hoàn thành hết tất cả những công việc gì mình cần phải làm, để đến buổi tối chỉ còn lại một chút ít thôi, hoặc là không còn gì cả, để mình chỉ có chill thôi mọi người ạ. Dạo này là như thế, sáng là làm nha, và tối là chill nha, không có lẫn lộn, không có lộn xộn, để cho mình có thời gian nghỉ ngơi và không bất ổn nữa. Và mình có một cái playlist mình chuyên nghe lúc làm việc, mà cái nhạc đấy cứ nổi lên là mình vào guồng làm việc. Mọi người biết là nhạc gì không? Nó kiểu không phải cũng phải playlist không ta, nhưng mà nó là cái nhạc ấy tên là Hơi Ảo, ở trên YouTube mình tìm được. Mọi người nghe thấy Hơi Ảo chắc là mọi người sẽ nghĩ là nó sẽ kiểu nhạc lú lắc, hơi bay bay, quẩy quẩy gì đấy, nhưng mà không phải nhá. Hoặc là những cái mình nghe rồi thì nó không như thế, nhưng mà đặc biệt mình thích nhất là Hơi Ảo 8 và Hơi Ảo 10. Hơi Ảo 10 như là mới ra thôi á. Hơi Ảo 8 là mình nghe kiểu hàng ngày luôn, lúc nào cũng nghe. Hơi Ảo 8 là hoàn hảo nhá, nên nghe thử, highly recommend. Hơi Ảo 10 cũng hay, nhưng mà mình thích Hơi Ảo 8 hơn. Ở đấy, mình toàn nghe Hơi Ảo 8 lúc làm việc thôi. Mọi người có thể thử. Cho những món mình hay ăn buổi trưa nhất đây là bún riêu chay nha mọi người, nhìn hấp dẫn không, lòng lành lòng lánh không, mùi vị ngon luôn. Đấy, bây giờ có rau ấy, mình có rau này đầy đủ, làm miếng lúa non phải ít ăn rau, ít ăn rau quá, phải tự nấu cơ. Mình cảm giác là phải tự nấu thì mình ăn rau nhiều được, còn nếu mà không nấu ăn, ít nấu ăn ấy thì rất là khó để ăn rau nhiều. Thì mua mấy cái đồ ăn ở ngoài người ta cũng ít khi làm rau. Còn nếu mà muốn ăn nhiều rau phải mua salad các thứ. Mình thấy salad rất là đắt một cách không cần thiết. Ồ, có mỗi vài cọng rau đắt là đắt ý. Khoe cặp tóc này, cute không? Mình biết rồi, mình biết sẽ có một vài bạn đây nghĩ bạn này cơ sừ làm nghé. Đúng rồi đấy, dạo này hơi cơ sừ làm nghé tí, mọi thông cảm nhá. Làm miếng nhá, làm miếng đã rồi nói gì nói, buôn gì thì buôn. Bây giờ mình sẽ thao túng tâm lý mọi người. Này, chuẩn bị bị thao túng tâm lý chưa? Sẵn sàng chưa? Chuẩn bị tinh thần là hít một hơi sâu nào. Nhưng thật kèm đang khi biết là mình xin lỗi. Đừng rời đi mà làm ơn. Lâu lắm mới quay vlog, ở lại với mình đi. Đừng mà mình chỉ đùa thôi. Hôm nay là trong cái daily vlog này nó sẽ có một cái sự kiện đặc biệt mọi người ạ. Đó chính là đầu giờ chiều nay mình sẽ đi ra ngoài. Mình sẽ đi ra ngoài, mình sẽ đi chơi, mình sẽ đi gặp bạn ở trong team mình. Tại sao mình nói đây là một sự kiện đặc biệt? Tại vì rất lâu rồi mình không đi ra ngoài mà quay vlog lại. Thực ra mình rất ít khi ra ngoài luôn, mà nếu mà ra ngoài toàn là có công có việc.
conversation stuck in my head. Don't wanna live with the regrets. If I hold you now, would I lose you forever? They say good things ever last. I think it's worth whatever we have. At the end of it, we'll sit and cry and laugh. Touch my body, tell me you want me. Hey, in the class when you're whispering softly. Night that we meet and night that we see it. Time zones behind. And now, girl, you just understand. College ain't part of the plan. Yeah, I'm sorry. Tell me you love me. So can you touch my body? Tell me you want me. Head in the class when you're whispering softly. Night that we meet and night that we see it. Running down, going down. Now you want more. If spring is the season that wakes me alive, then fall is the season to contemplate life. Oh, yeah. I don't know what is it exactly in this time of year that makes the melancholy me reappear. Oh, salt mist and sea, sand and amber trees. 'Cause it still feels like summer, but it's soaked in nostalgia slowly. All the leaves are turning brown. 'Cause it still feels like summer, and I simply don't wanna see the cool wind sneak back in our town. 'Cause we lived when it was all bare feet, tan skin glistening beneath the heat. Evening swirl into a bird song. Việc đầu tiên mình làm sau khi vừa về nhà thì chắc chắn phải là sửa soạn để đi tắm rồi. Ra ngoài đường thì nhiều bụi bẩn rồi đổ mồ hôi các thứ mà mặc dù là đi chơi chẳng nữa thì nó cũng rất là mệt ý. Nên là về nhà thì mình cần phải đi tắm để sạch sẽ và sạc pin lại ngay. Dạo này là mình phải nói thật là mình cũng có hơi cầu kỳ, cũng có hơi nhiều bước lúc tắm một chút. Tóc nến, nghe nhạc, nghe podcast, nói chung là đủ cả. Nhưng mà dạo này mình cứ thấy là cái thời gian tắm nó hoàn toàn có thể trở thành một cái khoảng thời gian chữa lành để mình có thể được chữa lành ngay lập tức ý. Nên là mình tận dụng nó hết sức có thể. Buổi tối thì mình chọn một cái mùi sữa tắm nó ngọt ngào, dễ thương, ấm áp ha. Cả nhà là team tắm nhanh hay tắm lâu hay là tắm vừa vừa? Mình nghĩ là mình tắm vừa vừa, lâu vừa vừa. Mình cũng không tắm lâu lắm đâu, nhưng mà mình cũng không tắm quá nhanh. Và lúc tắm thì mình thích tạo thật là nhiều bọt rồi massage đều trên cơ thể. Mình thích cái cảm giác tắm kỹ và thực sự sạch ấy cả nhà. Và để tạo bọt tốt thì cả nhà cũng có thể dùng thêm bọt tắm để tạo bọt tốt hơn nữa và loại bỏ những cái tế bào chết hay là bụi bẩn trên da mình tốt hơn. Thực sự tận hưởng cái khoảng thời gian tắm sẽ thấy là tinh thần mình thoải mái hơn nhiều, và đặc biệt là người mình cũng dễ sạch hơn nữa. Và cái việc da body của chúng mình được làm sạch đều đặn mỗi ngày nó sẽ giảm thiểu tình trạng mụn body rất rất nhiều. Mình từng bị mụn lưng rồi nên mình đã đúc kết được điều này. Và bạn nào theo dõi mình từ lâu thì cũng biết là mình rất đam mê mùi thơm, nên là ngoài nước hoa hay là body mist ra thì về sữa tắm mình cũng hay test thử nhiều loại và nhiều style mùi nữa. Đợt vừa rồi thì mình có được Organic gửi dùng thử cái gel tắm của hãng mà trời ơi, oh my god, quá là bất ngờ luôn. Mình không nghĩ là mình sẽ ưng đến như vậy. Không phải là mình nhận giới thiệu thì khen vậy đâu nha, mà là ưng thật sự. Mình biết là nhiều bạn cũng kén sữa tắm rồi kén mùi hương sữa tắm nữa, nên là mình sẽ chia sẻ một chút về bé này để cả nhà có thêm lựa chọn tốt nha. Trời ơi, cái cảm giác tắm xong nó phê. Kiểu tắm xong thơm tho, sạch sẽ. Mình siêu thích cái cảm giác mà da mình nó vừa cảm thấy sạch sạch, vừa mềm mềm, thơm thơm. Ok, bây giờ chúng mình sẽ đi vào chuyên mục review gel tắm nha. Mình cũng khá là đam mê về cái chuyên mục này, tại vì mình đã thử rất là nhiều loại gel tắm, sữa tắm rồi. Thì cái ấn tượng đầu tiên của mình về hai em này là
hay mình có một cái chất gel lỏng lên da sẽ hơi có cảm giác man mát và tạo bọt khá là tốt nha. Lúc đầu thì mình cứ nghĩ là tạo bọt bình thường thôi, nhưng mà khi mình thêm nước vào mình xoa ấy, thì tạo bọt tốt hơn mình nghĩ rất nhiều. Cá nhân mình rất là thích chơi với bọt khi tắm ấy, nên là mình thích cái điểm đấy. Ngoài ra cái cảm giác sau khi tắm xong cũng thấy là da mình nó sẽ mềm mịn, ẩm ẩm, chứ nó không bị nhờn dít là quá khô khiến cho cảm giác da mình nó hơi bị căng căng, thì em này không có nha. Ngoài ra thì trong hai em này cũng không có chứa paraben hay là silicone, nên cả nhà yên tâm là sẽ rất là nhẹ dịu và an toàn cho da. Và một cái điểm cộng nữa là cho em này sẽ có ADA chiết xuất từ trái cây, nên là sau khi tắm xong sẽ cảm thấy là da mình rất là sạch, da mình cảm thấy sạch. Và thực sự với một cái đứa mà hay bị lên mụn body như mình thì mình rất thích điều này. Tiếp đến nữa thì chắc chắn phải nói về mùi hương. Ở đây mình có thử hai mùi là mùi olive và mùi lavender, thì cả hai mùi này đều khiến mình ấn tượng tại vì nó quá chill ấy. Nó là một cái mùi rất là chill, rất là thư giãn, rất là spa. Nếu cả nhà thích một cái style hoa cỏ thơm nhẹ nhẹ, man mát, nó không quá nồng, không khiến mình bị nhức đầu, và nó có một cái style rất là giống các spa. Trời ơi, đúng là chân ái luôn á. Cái em này còn có tinh dầu thiên nhiên nữa, là sau khi tắm xong sẽ thấy bình yên ngay lập tức. Tại vì cái mùi của gel tắm nó vẫn cứ thoang thoảng bên mình á, nên là mình sẽ cảm thấy bình yên và dễ chịu. Cả hai em này đều có nhiều tầng hương nha mọi người. Cá nhân mình thì mình sẽ hay dùng cái em lavender để vào buổi sáng, tại vì em này sẽ có một độ thanh mát nhất định và giúp cho mình tỉnh táo vào ban ngày. Em này sẽ mang cái hơi hướng hơi thảo mộc nha, nó thảo mộc, nó nhẹ nhẹ, thoang thoảng, thanh mát, đúng chuẩn aromatherapy á. Buổi tối như là vừa rồi thì mình sẽ hay dùng cái em olive này hơn, tại vì em này nó sẽ có một cái hơi hướng ngọt hơn nha. Em này mình cảm nhận là có nhiều mùi ngọt của hoa quả hơn, nên nó sẽ hơi dễ thương một chút xíu, ấm áp một chút xíu, thì để mình xài buổi tối rồi sẵn sàng chiêu chiêu rồi đi ngủ thôi, kiểu đó. Trời ơi, mình đâu không biết mình nói như này có lột tả được hết không, nhưng mà cái gel tắm này là cái gel tắm mà đem lại cho mình nhiều cảm giác bình yên và êm đềm nhất mà mình từng xài từ trước đến nay, và rất là vỗ về tâm hồn mình ấy, nên là mình mong mình đã có thể tả được cho mọi người hiểu được phần nào. Nhưng mình nghĩ mình tả như thế này thì nó cũng chỉ được một phần nào thôi, nên là nếu được thì cả nhà thử một lần cho biết nha. Cái em này nếu mà săn sale thì giá cũng rất là ok, nên là cả nhà tranh thủ được 10 tháng 10 này lên các cái sàn thương mại điện tử để mình săn sale, mình canh sale, mình book về xài thử xem. Đặc biệt là những bạn nào thích cái hương thơm của các spa, hương thơm dễ chịu nhẹ nhàng ha. Đó, có gì xài thử mà thấy ưng thì có thể là quay lại video này để viết review cho các bạn khác biết và cho mình biết nữa, tại vì không biết là cảm nhận mọi người sẽ như thế nào. Mình chỉ nghĩ là chắc sẽ nhiều bạn thích, vì bây giờ mọi người đang thích chill, thư giãn nhiều hơn ý, kiểu đó. Mong là cả nhà sẽ ưng và có khoảng thời gian chill vui vẻ bên những cái em gel tắm mình giới thiệu nhé. Bây giờ thì mình cũng chưa đói lắm, nên là mình sẽ tranh thủ làm cái này nha mọi người. Tranh thủ lên viết content để hoàn thành công việc một chút, xong rồi mình sẽ chill tiếp buổi tối hôm nay. Mình sẽ nghe cái playlist Feeling Good này nha. Cả nhà ơi, mình đã xong việc rồi. Bây giờ thì cũng chưa hẳn là đói lắm, nhưng mà mình muốn vừa xem Netflix vừa nhâm nhi một cái gì đấy, nên là mình lấy những cái mình mua ở siêu thị để mình ăn. Mình hào hứng về cái loại nước này mọi người ạ, cho mọi người xem. Hôm nay mình đã mua cái nước rồi. Ta tăng. Trời ơi, mọi người nhìn được không? Cho nó lóa dữ ạ. Đây là Thuốc Meshi. Cái này là nước mận, nhưng mà nó lại là mận xanh lá cây ấy, nên là mình khá là tò mò. Có một cái chị làm mukbang siêu nổi tiếng Hàn Quốc, chị ý nghiện cái nước này, nên là mình khá là tò mò không biết nó ngon đến mức nào mà chị ý nghiện. Đi đâu chị ý đi làm mukbang ở đâu người ta cũng sẽ tặng chị cái loại nước này, tại vì chị rất thích. Cái khay đá nhà mình luôn luôn là cái khay đá loại tròn mọi người ạ. Mình thích cái viên đá kiểu này cực kỳ luôn. Nhìn nó đẹp mà cảm giác uống nó ngon hơn. Cái uống ngon hơn nó chỉ là tâm lý thôi á. Cả nhà công nhận là nhìn nó đáng yêu không? Ok, bỏ vào cái ly này. Cái ly này hơi to nha. Ôi, đẹp quá. Rất là xinh. Nào, đổ nào cho đẹp bây giờ. Để này ha, nền cho đẹp ha. Ê, đùa. Cái lọ này nó không đầy được cái này. Đầy được có mỗi nửa cái ly này thôi. Ly này hơi to. Ok, để uống thử xem sao nhá. Ngon á. Ủa sao nó kiểu quen quen nhỉ? Cái này uống hơi giống nước xấu cả nhà ơi. Cái da ngọt hơn một chút nữa và chua thêm một chút nữa thì nó ngon hơn. Bây giờ thì mình sẽ ăn sang cái này. Sở dĩ mình mua hai cái này chung với nhau là mình định ăn như này. Thì nhá, mình sẽ lấy một cái miếng maki này. Cái này hình như nó gọi là maki mọi người, nó không gọi là sushi đâu. Thôi mình sẽ cho một ít rong biển lên. Đấy. Đấy, cái này không ít nhỉ. Đây, đây được rồi. Đấy. Mình sẽ cho như này. Mọi người thấy nghệ thuật không? Đấy, mọi người thấy trông triển vọng không? À, mời cả nhà nha, ăn thử xem ngon không.
Hợp nhau ấy, mình không ngờ sát rong biển này ngon thế luôn ấy. Mình còn một cái gói lá kim này này, cái này nó có muối, nó sẽ giúp cái này mặn hơn một chút. Tại mình đang không có nước tương. Bạn nào là fan của cái này không? Cái này ăn với cơm nóng siêu ngon. Ăn mỗi này với cơm không, mình ăn được cả một bát cơm to đúng. Đầu tiên cả nhà ấy chuẩn bị cho mình một lá kim đây. Ôi trời ơi, triển vọng không? Các anh em cho tôi một review chân thực xem nào. Đấy, triển vọng không? Đấy, cuộn cuộn lại như này đấy. Đấy, dễ thương các thứ. Đấy, ăn thử. Mình nghĩ điểm sáng của cái bữa ăn ngày hôm nay là cái này. Quá là ngon. Say rồi, bây giờ mình đang thấy rất là sung sướng luôn. Kiểu cái cảm giác bụng no, nó vui sướng cực kỳ. Nên là nhiều khi mình cũng hay nói là mình cảm thấy quá may mắn, tại vì ngày nào cũng được ăn no ấy. Bây giờ thì mình sẽ làm một cái thú vui của mình trong tháng trước. Cả lúc mà mình bắt đầu bước qua cái giai đoạn khủng hoảng, thì đợt đấy là bạn mình có tặng mình một cái cuốn sách tô màu này. Thực ra để tô xong một cái bức này nó mất rất nhiều thời gian luôn. Nhưng mà mình không quan trọng cái việc là mình tô được bao nhiêu bức ấy, mình quan trọng cái trải nghiệm hơn. Thì lúc đầu mình tô mình cũng không nghĩ gì nhiều đâu, mà thực sự cái việc tô màu này nó rất là healing, rất là chữa lành nhá mọi người. Mình không biết tả như thế nào nữa, nhưng mà cái lúc tô màu, các bạn có thể nghe podcast như mình đang nghe giờ cái tập này của Have a Sip. Thì tí nữa mình sẽ nghe tiếp. Mình có thể nghe podcast, nghe sách nói hay là nghe nhạc. Sau mình sẽ có thời gian suy nghĩ và chậm lại á. Thì cái việc tô màu đó đã thực sự giúp mình rất là nhiều. Và đây là một cái bức tranh mình đã hoàn thành xong rồi này. Cái này thì mình hoàn toàn tô theo cảm hứng á. Mọi người hay là tổ tiên mách bảo ấy. Thì nói chung là mình thích tô nhiều thì mình tô thôi, nó không có một cái quy luật gì cả. Và nhá, mình có một cái như này. Nhưng mình đã tô xong trang này rồi thì mình sẽ muốn tô tiếp là cái trang này, chứ mình lại không muốn tô cái trang này. Giống như là hồi xưa đi học lúc viết vở á mọi người. Mình chỉ muốn là viết xong cái mặt này, xong mình sẽ sang bên này mình viết tiếp cái mặt này, chứ mình không hề muốn viết cái mặt này một chút nào. Chỉ tô màu nó cũng đang bị như thế. Nên mình sẽ tô cái mặt này trước nha, mình thích tô mặt này hơn. Cả nhà ơi, video cũng dài rồi nên là chắc mình chuẩn bị kết thúc video đây. Mình cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã xem đến tận cuối video như thế này. Cái lúc mình vừa tô màu vừa nghe podcast là mình bắt đầu chill dần, thì mình đi vào trạng thái buồn ngủ dần. Là mình sẵn sàng là tô màu xong mình sẽ chuẩn bị mình đọc sách rồi mình đi ngủ. Bạn nào mà hay bị lo lắng, lo âu, stress hay là nghĩ về nhiều thứ quá thì nên thử tô màu xem nha. Đặc biệt là buổi tối trước khi đi ngủ á. Và bạn nào mà bị khó ngủ nữa thì mình rất là recommend đọc sách trước khi đi ngủ. Mình đã từng là một đứa bị quen giấc thức rất khuya và cực kỳ khó ngủ sớm. Mình không buồn ngủ, mình không gì mà ngủ được. Nhưng mà mình thay cái việc xem điện thoại hay là TikTok bằng việc đọc sách á, mình mua Kindle xong rồi mình đọc sách, thì mình thấy trời ơi, cái việc đi vào giấc ngủ nó dễ hơn rất là nhiều. Mình biết là nghe mình nói là bỏ TikTok hay là bỏ điện thoại thì nghe nó rất là ủa, cứ làm như là nói là làm được á, nghe nó hơi sáo rỗng với lặp đi lặp lại bao nhiêu người nói vậy rồi đúng không? Nhưng mà mọi người cứ thử đi tìm một cái cuốn sách hay mà có thể cuốn bạn theo á. Thế nha, mình mong là cả nhà đã thích vlog này và hẹn gặp lại mọi người trong một vlog sau nhá. Mình sẽ cố gắng quay nhiều vlog hơn tại vì bây giờ mình đã đỡ bất ổn nhiều rồi. Nếu cả nhà thích vlog này thì đừng quên bình luận bên dưới để mình biết để mình làm nhiều vlog như thế này hơn. Và nếu bạn đang xem và bạn thấy thích mình thì follow mình trên Instagram là maychan5n và cả kênh podcast maychan podcast nữa nha, để lên để buôn dưa lây tiếp với mình. Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye mọi người nha. Bye bye. Love you.